Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni. Nam thủ nền an vương thất, chuyển pháp luân Phật Nhật tăng huy, nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật Thích Ca tự nhiên đi. Tiêu thiêu hồ nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì ngai vàng sơ sơ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi vân niên. Thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng Thánh Mẫu Thiên Đình.
Quán Thiên công chúa Quế Quỳnh đôi bên, hội Quỳnh Tiên khăn điều áo thắm trốn quảng ngàn, nội cấm vào ra còn môn tứ vị vua bà công đồng tiểu gia họ Nguyễn xin được bắc lấy hậu thánh ạ. Cung kỳ bài đạo, cung thỉnh mời Phật Thánh Lai Đạo tự chung tiên tiên thành mời đệ nhất tiên tiên thành thân công chúa thượng thiên thành bầu sắc về. Vân cát thôn quê nghiêng thiên bảng nhà hề mẫu cải trần, A Di Đà Phật đô nhang xạ điện pháp rơi mong muôn chữ Phật tài hội tất dâu văn, tùy sư kết thương vân thành lý phương ngân chữ Phật tiền toàn thân nam vô vân cái bồ tát ma tát nam vô vân cái bồ tát ma tát nam vô vân cái bồ tát ma rơi ở thành trong đền sông sơn chiến đan này mà ô nhiệt minh hương xa xô tử hậu lương phú hương và đôi đắc thanh lương trí tâm kim tương nhất chu biến thập phương nam vương cũng vang bồ tát ma tát nam vương cũng vang bồ tát ma tát nam vương cũng vang bồ tát ma tát thanh gia hồi cùng mẫu đệ tam thánh tiên cung thỉnh mời thành mẫu đệ ta xích thân lòng nữ ngược đề thủy quang giới tinh chân nhang phân khởi xúc tiên tư đề tự kiện thành hiện tài kinh lô phong cảnh các nhân hoàn từng biến mang thập phương nhất ra du miên nàng tiểu thai chữ nam mô hương cung giác bồ tát ma tát nam mô cung giác bồ tát ma tát nam mô cung giác bồ tát ma tát thanh gia hồi cung có lệnh truyền ra đức ông dòng văn văn này tam vị chú ma thỉnh chúa đệ nhất ni xuống quả
ra xây dựng phù. Dân sơ định là nơi sống tại, thấy một người khinh khai hiên ngang màu phó cho phùng sơ khó. Thank you.
trên cây cao chim mua bay nhảy dưới chân đèo suối gầy hành vân vân nghe như gió rụt rụt mấy phần Hòa thân
khắp nơi. Anh linh sắc sáng chúa bà để ta.
sông Trang, sơn lâm tắt đầu sắc gần là
xanh lắm quả nhiều hoa. Chú ba đốt đuốc vào ra sớm chiều, thò mây nặng chim lấp lèo. Xoay cho non nước nhà yên vui, anh đuôi tiền sang bóng lưng trời. Dù ai hiếu đạo kêu cầu,
nhang đang khấn nguyện hương hoa cũng dâng phép tiên chúa giang một khi kim dân đổ thế tức thì cho dũng mạnh cường
tốt quan giáng thân. Xuống nghe hạ trần cứu thế độ dân. Bàn phong thương đẳng linh thần hòa trong thiên hạ muôn dân thanh gia hội cùng giám sát
thuyền cai trên thượng ngàn, giám sát thuyền cai thông tri thiên địa khắp dài thần. Tòa giám sở
sơn. Giang sơn xa sát không đâu bằng phố cát phủ đôi ngang đã lộ sổ nước chảy
hành thắp một tuần nhang tấu vị thủy thủ các bạn các tòa chốt đây là chốt riêng là văn sớ dâng lên thương lại văn sớ dâng lên quá về tấu đôi chúa phê dành dành phê cho nhị tử trường sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường phê cho dung mạnh đôi đời tới bao cầu
phong bài đồ Việt Nam mi quốc thái dân khắp thường để lệnh vua ban số sinh số tử liệt hạng ngài chúa phi
ngập cờ diều quang minh chứng chứng từ chung ngã thế cao cũng giảm kim phục vàng thân cận thánh chúa tiên chủ vương ca năng thân gia ân từ bi lân vấn chúng sinh cô nga kỳ tính lê dòng nhàn phả chiêu thiên tôn sơn dâng lên hương lại văn dư dâng lên hoan vị tấu tôi chép biên dành dành phê cho nhị tử trương sinh dành về cho nhị tử trương sinh
trường sinh về cho nhị từ trường sinh với nhà phú quý khang ninh họ trường về cho sống mạnh mạnh từ đời thank you.
chầu lên lân lân dượt phường mua đôi bên quá tuần loan ra ngự trên sập cộng đồng. Họ Nguyễn có nguyên tích dương công đức cúi xin quan ba phúc hạ xa xin quan mở lượng thái hà độ cho non nước nhà nhà hưng long. Con xin nguyện giữ lòng trong sáng sáng mỗi quang chẳng dám đơn sai xin ông hòa bút hoa khai cho dân Nam Việt biển tai vĩ tường. Con xin nguyện đèn hương dân tiến thành gia hồi cùng tiên thanh trên ngàn tiên dân văn nề cho ba đền trên ngàn đồng quân còn quan nề ra chứng chứng chay. Lòng lành
người thốt khăn sạch sạch nhìn ra. Lúc ngự đồng đẹp tựa tiên ai ơi à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
đông cuông châu ngự chính ngôi, dưới suối trên đồi ai kẻ sáng tan quyền châu ba cai bảo lạc hà giang đi 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 ba. Thank you.
kiêng chùa sơn trang lực lạnh đất hòa bình đã xây hoài linh bàn đền giờ bị hiền hình cơm làm trà vàng ý à ơi thì à
xuôi, thuyền dòng chuồng thác rào chân sông đa, chiếc thuyền dòng rào chơi bánh ngọt ngược sông đa rào khắp suối hè, từ hàng miếng suối rút trèo trên đường hiểu ra
tụ khí là ơi Chúa tiền vâng lệnh vâng lời. Ba chân thì ướt tấm nghi đồng bào thai thượng tuột chín lý tháng lẻ mười con nét đoan trang
ai mà gian tỏ. Châu anh linh đã có tiếng vang thùng dùng hợp cách quá đà. Thank you.
Thương dương
có khi hội họp dâm má thô màn hiện ra người già bán hàng chơi sương lâm rừng rừng vắng vắng núi đồi. Sơn lâm rừng vắng núi đồi chính từ chỗ ấy là nơi quê nhà con tiên nữ hằng ngà giang thế người trần phàm ai dè biết đâu thành ra hội cúc đồng mỏ chi lăng có ai lên đồng mỏ chi lăng châu mười nữ kiệt cứu dân tiền triều.
với chân bình thường hiền ngang khoái hồn, đêm trăng thanh bẻ lai giữa dòng Mò ba đức tài vang khắp gần xa.